Em ơi, đốt lát làm gì đó? Dạ, do em nhận được câu hỏi á, là lát bọng ở bên shop trang sức Kim Phát thì có chịu được nhiệt hay không? Thì chị có thể thấy ha, sau khi đốt nó vẫn sáng bóng và đẹp như mới. Hai mẫu lát này á, là hai mẫu lát đang bán rất là chạy và có mặt ở hầu hết các tiệm vàng luôn. Mẫu đầu tiên mà chị đang thấy đây là mẫu lát khoen lạc 9 chấm, mã số của nó là L16 ạ. Và mẫu thứ hai đây là mẫu lắc khoen lạc chữ N, mã số của nó là L18. Cả hai mẫu này đều được bên em làm móc khóa hộp y chang như vàng thật. Và khi mà chị mua hàng của bên em á, thì bên em sẽ bảo hành cho chị 1 năm. Mình cứ đeo tắm giặt và mình sử dụng y chang như một cái chiếc lắc thật chị nhé. Chị thấy hàng đẹp với chất lượng á, em chốt cho chị hai cái lắc này luôn đi.